Phí vận chuyển là một phần rất là quan trọng đối với kinh doanh online. Đôi khi vì phí vận chuyển mà bạn có thêm khách hàng, hoặc là cũng vì phí vận chuyển mà bạn mất đi khách hàng. Thêm khách hàng là bởi vì họ có thể mua thêm sản phẩm để được free ship, hoặc bạn free ship toàn bộ sản phẩm cho khách hàng. Mất đi khách hàng có nghĩa là họ thấy giá ship của các bạn quá cao so với thị trường, từ đó họ sẽ rời gian hàng của bạn. Cách thiết lập phí ship nó phức tạp hay là nó đơn giản thì nó sẽ phụ thuộc vào chính bạn. Tôi ví dụ, bạn muốn mỗi sản phẩm có một giá ship khác nhau tùy theo trọng lượng của nó hoặc là giá bán của nó, và bạn thiết lập phí ship dựa vào vị trí địa lý, ví dụ như bang này giá này, bang kia giá kia, hoặc là vị trí địa lý của khách hàng nó cách so với kho hàng của các bạn là bao nhiêu thì sẽ có các cái mức giá khác nhau. Thì đây là một cách tính tương đối phức tạp. Hoặc là bạn sẽ dựa vào phí ship của một nhà cung cấp nào đó, họ lấy bao nhiêu thì bạn sẽ lấy của khách hàng bấy nhiêu. Như vậy nó rất là phức tạp. Đối với dropshipping thì các bạn cần phải đơn giản hóa cái khâu này bằng cách là chúng ta sẽ có hai cách tính giá ship. Thứ nhất là bạn tính giá ship, thứ hai là các bạn free ship. Đối với cách tính giá ship, chúng ta sẽ có hai phương án, đó là tính theo khối lượng hay là trọng lượng của đơn hàng, và thứ hai đó là tính theo giá bán. Nếu như tính theo khối lượng thì các bạn cần phải nhập khối lượng chính xác, thì đây cũng là một cách tính tương đối phức tạp. Và thứ hai là chúng ta sẽ tính theo giá bán, tức là giá của tổng đơn hàng là bao nhiêu thì giá ship là bấy nhiêu. Và cách tính giá ship thứ hai, tức là chúng ta sẽ free ship cho khách hàng. Việc free ship này không có nghĩa là chúng ta sẽ hy sinh một phần lợi nhuận vào phí ship, mà chúng ta sẽ cộng cái phí ship của nhà cung cấp vào trong đơn hàng của khách hàng. Ví dụ như một chiếc ốp lưng từ AliExpress mà ship qua Mỹ với giá là 5 đô và phí vận chuyển là 1.5 đô. Thì chúng ta sẽ cộng 1.5 vào 5 đô này là 6.5. Đây chính là giá gốc của các bạn. Sau đó bạn có thể bán một cái giá bất kỳ và tiến hành free ship cho khách hàng. Thì đây gọi là free ship. Như vậy đối với dropshipping thì tôi khuyên bạn nên sử dụng hai phương thức tính giá ship, đó là tính theo giá của tổng đơn hàng và thứ hai là free ship. Và để thiết lập phí ship thì chúng ta vào phần Setting. Trong mục Shipping and Delivery, tại đây thì bạn sẽ vào Manager Rate. Nó sẽ có hai mục. Thứ nhất đó là Domestic và thứ hai là Rest of World. Domestic có nghĩa là cái thị trường mục tiêu, thị trường chính của chúng ta. Và phần còn lại của thế giới, tức là các nước khác, những nước mà không phải là việc chúng ta nhắm mục tiêu. Tùy theo mục tiêu của bạn, bạn có thể chỉ bán ở một hoặc là vài quốc gia nhất định. Còn những quốc gia khác bạn không kinh doanh. Thì trong trường hợp mà những cái quốc gia mà bạn không kinh doanh đến, họ muốn mua hàng thì sẽ nhận được thông báo là sản phẩm của chúng tôi không ship đến quốc gia của bạn. Còn trong trường hợp khác bạn muốn bán toàn cầu thì bạn cũng sẽ phải phân ra làm hai loại, đó là thị trường mục tiêu và thị trường còn lại. Ở trong bài học này tôi sẽ lấy ví dụ là thị trường mục tiêu và thị trường còn lại. Đầu tiên, ở thị trường mục tiêu, đây là mặc định của nó thì chúng ta có thể xóa nó đi. Bạn có thể xóa hết đi để làm lại. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần Create Shipping Zone. Zone đầu tiên chúng ta sẽ ghi là thị trường chính. Phần này thì khách hàng sẽ không thấy, cho nên bạn có thể ghi bằng tiếng Việt để cho dễ quản lý. Ví dụ thị trường chính của tôi đó là Hoa Kỳ. Canada, Mexico. Những nhóm thị trường này sẽ bao gồm các quốc gia ở gần nhau để cho phí ship nó không có sự khác nhau một cách đột biến. Nếu như bạn có thêm một thị trường chính thứ hai thì bạn có thể tạo thêm một thị trường chính nữa. Ví dụ như là châu Âu. Tôi có thể chọn Anh. Pháp. Ví dụ như vậy. Và phần còn lại của thế giới, tức là trừ tất cả các quốc gia của thị trường chính. Nếu như bạn muốn kinh doanh các quốc gia còn lại thì chúng ta cũng sẽ thêm giá của nó vào đây. Sau khi phân loại được thị trường thì chúng ta sẽ tiến hành ép giá. Đầu tiên chúng ta sẽ ép giá vào thị trường chính. Add to rate. Đầu tiên bạn sẽ đặt tên cho phương thức vận chuyển, ví dụ như là Standard.
Dịch tiếng Việt có nghĩa là giao hàng tiêu chuẩn. Nếu như bạn không nhập số tiền vào đây thì có nghĩa là chúng ta sẽ free ship cho thị trường này. Còn trong trường hợp chúng ta không free ship thì các bạn sẽ làm như sau. Bạn sẽ nhấn vào Add Condition. Như đã nói ở đầu video, bạn sẽ có hai phương thức. Thứ nhất đó là tính theo trọng lượng, thứ hai là tính theo tổng đơn hàng. Ví dụ như là theo trọng lượng của sản phẩm, chúng ta sẽ giới hạn là 0.1 cho tới 1 kg, thì chúng ta để mức giá là ví dụ như vậy. Tiếp theo, kg trở lên chúng ta sẽ lấy là 15 đô, ví dụ như vậy. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ tạo theo cái công thức tính mà các bạn đưa ra. Còn đối với bản thân tôi luôn sử dụng các phương thức tính theo giá của tổng đơn hàng. Tôi sẽ xóa nó đi để làm lại. Add rate. Giả sử công thức tính giá của tôi là tất cả các đơn hàng dưới 200 đô tôi sẽ lấy là 3.95 đô la. Còn trên 200 đô thì tôi sẽ free ship. Như vậy là sẽ kích thích khách hàng sẽ mua thêm sản phẩm để được free ship. Thì tôi sẽ tiến hành như sau. Thứ nhất là tôi sẽ đặt tên cho gói ship. Chọn là Based on Order Price. Đối với những đơn hàng từ 1 cho đến 199.9, tôi sẽ lấy cước vận chuyển là 3.95. Tôi sẽ copy cái này lại để khỏi phải đánh. Bấm Done. Tiếp theo, đối với những đơn hàng từ 200 đô trở lên, 200 đô cho đến 1.000 đô, tôi sẽ để là free ship. Như vậy, nếu như khách hàng mua tất cả các đơn hàng mà tổng đơn hàng ở dưới 200 đô, thì họ sẽ phải trả free ship là 3.95. Còn nếu như trên 200 đô, thì họ sẽ được free ship. Thì đây là cách tính free ship của tôi. Tôi cũng sẽ làm tương tự ở một thị trường khác. Giả sử như thị trường này tôi sẽ lấy cao hơn. Là 5.95. Đây là ví dụ nha các bạn. Vậy là tôi đã thiết lập xong giá ship của hai thị trường chính. Đối với phần còn lại của thế giới, tức là ngoài các quốc gia thị trường chính này ra, nếu như tôi muốn kinh doanh thì tôi cũng sẽ thiết lập một cái mức giá cố định. Ví dụ như là 9.95. Bạn sẽ lấy một mức giá cao nhất để cho nó phù hợp với tất cả các quốc gia mà nhà cung cấp của bạn có thể cung cấp đến. Nếu như tôi để như thế này là toàn bộ các quốc gia còn lại sẽ có một mức giá ship chung, đó là 9.95. Còn trong trường hợp tôi sẽ không kinh doanh ở các quốc gia khác mà chỉ kinh doanh ở các quốc gia mà tôi đang nhắm đến thì tôi sẽ xóa nó đi, xóa cái zone này đi. Sau khi thiết lập xong thì các bạn lưu lại. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc thiết lập phí ship. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.